Ấy gạt ra, lấy tay gạt vào. Con đất đúng rồi. Hay quá. Giỏi quá, đúng rồi. Một cô bắt ông TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thật là sảng khoái khi xem video này. Hôm nay mình lại tiếp tục lênh đênh ở giữa biển vào đây quay cho các bạn xem những cái thước phim và thật nhất về những vị khách đi bao đang ở bãi biển Đồi Nhái Vũng Tàu. Đây là cái đăng xa bờ thứ hai này. Đây là cái đăng xa bờ thứ hai thì hiện tại nước đã cạn khô hết rồi. Thì bây giờ mình lại ra tiếp một cái vị trí đăng xa bờ tút ngoài kia, đăng xa bờ thứ ba. Đăng xa bờ thì thường nó sẽ có nhiều ghẹ và mực, cái đăng này thì cũng mới cắm thôi. Bác chủ đăng bác ấy mới nới rộng thêm một cái đăng nữa ra vùng ngoài này. Tại vì có quá là nhiều khách nên mình nới rộng ra ngoài đây. Mà thường đăng xa bờ thì thường là rất là nhiều loại hải sản độc và lạ, nhiều con mà mình chưa gặp bao giờ. Đăng này xét về diện tích thì nó ngang nhau nước ở ngoài xa bờ nhưng mà nó chỉ tới đây thôi này các bạn. Cái chân của mình nó gọi là tới mắt cá thôi nên là trẻ em đi ra đây vẫn bắt bình thường. Thì bây giờ là tầm khoảng cỡ 17 giờ chiều. Để mình vào trong đây mình xem cho các bạn xem hôm nay là bắt được con gì nhé. Nếu mà để mà giúp nước được cạn khô chỗ này thì trời có lẽ cũng đã tối. Đây, ra đây đồ là được treo nùng nặng đây. Điện thoại này mình cứ treo cột gọn ở đây. Xem cái đăng này hôm nay thế nào. Hả? Đâu? Người ông đâu? Có nhiều không? Bắt đá không? Đăng này bạn. Đăng xa bờ nên là rất là nhiều ghẹ và mực. Còn cá to thì lại phải tùy duyên nữa rồi. Thùng gì? Hay quá. Vậy thì bữa nay ăn mực thay cơm nhá. Đâu? Quá trời mực luôn. Rất nhiều luôn nhá. Bình Dương nhá. Xin chào lại. Lần 3 luôn rồi. Lần 3 Bình Dương gặp lại lần thứ 3. Chứ phải lần 4. Mực bự nè. Rồi. Chúc cái này nhiều đánh bắt tiếp. Đây là bác chủ đang gọi là bắt phụ. Rồi quay đi em nhỏ này, em học sinh đây nhé. Rồi em học sinh bữa nay thì sẽ được lên sóng lại. Em học sinh bữa nay sẽ được lên sóng lại lần thứ 2 hình như. Lần trước là không được đi đúng không? Lần trước là phải thi. Phải thi hả? Ở nhà có khóc không? Cái khen rồi, với hình xinh giỏi rồi. Ý khen hả? Xinh giỏi rồi. Ok, vậy bữa nay bắt cá giỏi cho chị xem nào. Đâu? Đấy, con cá thu này. Đấy, bắt nó đi. Đăng này có bóng mú nữa hả? Biết này có cái con cá bóng mú mà nhỏ mà bự gì chú? Nhiều lắm. Đây này hỏi chú này hơi bị dành về cá này. Nhiều loại cá quá. Cái gì này là cá gì? Con đây giống chim phải không chú? Cái chim. Chim đó đúng rồi. Còn có một con cá này là con cá gì nữa nè, giống như con cá chơi vậy á. Đây là con này con cá gì chú nè? Chim cá chơi đi. Cá trai. Cá trai. Đúng rồi, cái đó cá trai. Con cá bự đó là gì? Nhiều quá. Cái chim. Con bự này chú ơi. Con bự này có ba, con bự vô kìa ba. Hay con bự đi vô chưa? Đó nè, giật lỗ con nè. Đợt này nó ông bắt bằng tay hả? Đâu rồi, nó chạy. Đâu. Con cá bự kia chắc nó ra ngoài rồi. Bự lắm hả? Cá măng đúng không? Cá đối. Cá đối hả? Cá đối làm sao bà đuổi nó được? Nãy có con cá bự ghê mà giờ chưa thấy gì. Chắc nó bơi ra ngoài á. Đấy hả? Nãy nước thật sao? Này cái đăng này cạn nước luôn mà. Bắt chốc nữa nó cạn luôn. Cá ông tiên đúng rồi, bắt nó. Cá đẹp ấy. Cá ông não đó đẹp lắm. Rồi, phụt rồi. Chú thấy nó chạy ra ngoài rồi đó. Không có chú thì chắc bây giờ bỏ hết nhẹ à. Đúng rồi. Chú đây là bắt ghẹ hơi bị siêng ấy. Đây. Một xô ghẹ đấy các bạn. Nhiều đây về rang muối nè. Đủ mấy thùng bia. Bắt rồi gặm vô trong mấy cái gặm đó nha. Cái này đem cái này gặm ra cát mình tư lên. Đây một chuột bên kia bắt chưa? Chưa bắt chuột bên kia không? Bắt con gì đấy? Nó chạy rồi. Đâu? Cá. Đâu? Con thọc tay vào. Con thọc tay vào. Đây coi nào, nghe cái chân đi.
Thò tay vào, thò tay vào, móc nó ra. Hả? Ủa? Yên cho đừng chứ. Con cá bự chắc nó lùn. Nãy con gì? Nãy con gì vậy? Con cá. Không, hồi nãy nhiều lắm. Ừ. Nghe em bắt quá trời mực to luôn ấy. Cá. Phải, con chim mực nó quá trời mực to luôn. Bao nhiêu mực nó có giá trị hơn cá? Mực bự lắm, cá to lắm. Mực giá trị. Ừ. Đây béo ăn. Không có gì nó chui xuống cát cho con cái này cho con. Cái này nó không có lỗ thọc nên là con phải lấy cái giỏ con hớt từ từ thôi. Đang rút, vẫn đang rút. Bữa nay rút cạn khô cái đăng này nè. Nè con ghẹ nè. Con ghẹ nè. Ghẹ mấy ông ấy già ở già tay ở dưới sát lưới này bắt. Đó. Đúng rồi. Cứ già tay ở sát lưới này kiểu gì cũng gặp ghẹ. Đây, đấy nó đây, con bắt nó đi. Con gắn lưới trâu này. Gắn lưới trâu. Con bắt đi. Nó không cắn nhưng mà khó bắt lắm, nó trơn. Bắt được không? Nắm chặt, thấy vào rổ, hất vào rổ. Con phải hất vào rổ thì mới được. Đó, ơ chứ được. Đây. Cho nó vào đây. Vào đây. Rồi, đó, bắt con ghẹ không? Con gì mà vui vậy? Đây nè. Đâu đó. Trời luôn á. Phải không? Đó, tôi anh đó. Hôm nay đi mà quên ngủ gì không có kịp ngủ nữa. Thế hả? Bình Dương xuống đây nhiều chứ mình dẫn khách Bình Dương nhiều lắm. Cái đò này. Ủa con này là con sứa hay là con này con gì vậy? Sứa không? Đâu? Cam cam này là sứa không? Đây này bắt ghẹ nè. Ghẹ chưa? Ghẹ dễ bắt lắm. Nhưng mà biết bới cát nên. Đâu. Hồi nãy em thấy ông chú kia cũng vậy. Đúng rồi, ông già tay như vậy. Không, đụng nó là nó cứng. Cứng lại. Nó sẽ cứng cứng già nhẹ thôi. Nó sẽ không kẹp. Đây là trứng mực nang nha. Trứng mực đó, nó nở ra thành con mực đó. Đây là sứa này, đúng rồi, sứa đấy. Chú cũng gờ ra quá trời con ghẹ luôn. Chính xác. Đứng một chỗ mà ghẹ không. Mình cứ giờ như vậy là đụng nó là nó cứng á. Nó cứng người cứng như cục đá vậy á. Là tuyệt chiêu bắt ghẹ của mấy sếp chủ đăng đấy. Đi. Đấy đang ông Thiện kìa. Hả? Bắt được con cá đuối đuối rơi á. 8 ký. Mới nãy là ở đâu vậy? Rơi à? Vừa nãy luôn. Rồi đã. Cái chỗ kia hả? Không, đang dưới đang đang hôm trước con không đi. Đang hôm trước mình đi á hả? Đúng rồi, đang hôm trước là đi. Cá đuối rơi 8 ký. Đuối rơi. Rồi đi ra vòng ngoài đi bạn. Ừ, đàn cá luôn này. Có con này hải sâm này các bạn. Hải sâm dừa. Ủa, sao thấy kỳ quá ta. Cầm lên. Ăn được không? Ăn được nhưng mà có phải biết cách làm không? Đây là cá ông Tiên này. Biết rồi. Đây là con cá đù. Đù, để con dạy con. Cá đù nha các bạn. Đây là. Đâu, ừ bắt rồi, đúng, hai con luôn. Hai con ở dưới nữa. Đấy, gạt ra, lấy tay gạt ra. Con đó, đúng rồi. Hay quá. Giỏi quá, đúng rồi. Quá giỏi. Quá, cá xương xanh này các bạn. Niềm kim xương xanh. Xương xanh, niềm kim. Đó, con này ông bẻ mỏ đi. Bẻ mỏ hố cắn hả? Đúng rồi, trên rất là đã. Xương xanh nha. Niềm kim, cá niềm kim á. Xương xanh niềm kim á. Còn sống rồi luôn ha anh? Sống đó. Bác về mỏ đi cho nó đỡ. Hồi chưa qua cái chuồng kia mà không? Chưa. Cá đù. Ê, cá lâu. À, cá lâu đúng rồi. Yên, đó, nó rồi. Ủa, chơi trò này nữa hả? Trò này đố con lấy được. Trò này khó lắm con ơi nè. Giờ đi cái nguyên vậy. Mỏ quá, đại mỏ con vậy đó. Rồi, dở nó ra đi. Tròn trái má. Cảm
vô thôi, vô trong giỏ thôi. Đã vô trong giỏ rồi các bạn. Rồi bây giờ lấy ra làm sao? Đầu ra đây không? Đây. Ô, nó hiền quá rồi. Nó mệt rồi. Mệt quá rồi. Nghiệm mang rổ to hơn đợt trước. Đây, bà đưa con xem. Đấy. Cái gì? Cá măng, cá măng. Dạ, cá măng. Trời ơi. Cá măng mới ghẹ. Con cá nó. Đây. Cá lưỡi trâu luôn nha. Đổ vào túi này đi bà. Cho đi nào, cái gì à? À, cá lưỡi trâu khá là to à nhỉ? Đâu? Đâu ông cầm lên, ông cầm lên. Không, nó không cắn đâu. Con đấy nó đâu có răng đâu. Đấy, ông cầm lên con xem nào. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Đấy, ông nhìn thấy nó giống cái lưỡi không? Đây, cái. Đó. Rồi, bà đổ vô một nửa. Cá ngâu đó coi chừng nó đâm á là. Dạ, bà cứ cầm má bụng con cá này nha. Con cá nè, quay nè. Cầm lên đây, thằng Minh cầm lên đây. Cầm lên đây cho chú xem nè. Dạ, mày cầm lên đây mày nhảy một bài chú xem nè, cho ông lên top luôn. Nhảy đi, nhảy bài gì đi. Vui không? Vui không? Vui không? Vui. À đâu nè. Dạ mực nó màu đây này. Đấy đấy con nhỏ này. Thấy chưa? Không, cắn làm sao đâu mình. Đấy. Nè, cho nó cắn thử đi. Hả? Này nó cắn chú này. À. Đấy, có mực không bà? À, đấy đấy đây con nữa. Đây đây. Đấy. Mình lại thả con kia ra. Được con nữa. Đấy 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 đấy. Úi giời, sướng nhỉ. Đấy. Ui, nó phóng vào mặt đấy. Chỗ này đục nước là khó thấy. Pin này đổ vào trong vợt đi pin. Không. Thấy xúc nữa là nó lại ra nữa đấy pin. Bá con luôn. Ừ, đâu. Nó mới cắn đúng không? Thấy cái gì vậy? À nó cắn hả? Kệ nó cắn đâu xa đâu, chảy máu tí này thôi. Không có gì hết. Cái bèo làm hết rồi. Bạn bắt đi ha. Ờ à, đúng rồi, đó, cũng cầm như vậy đó. Con này chết cái đầu đâu rồi. Thôi con nó bỏ đi. Con nào chết thì bỏ đi. Rồi. Bắt con mình. Cầm nhận nhìn kỹ mới thấy. Ừ. Mực nó hay đứng ở sát lưới. Đây là con nữa bà. Con nhỏ này. Đấy. Đục nước rồi, con mà đi mạnh quá là nó đục nước.